Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hana Phương. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Từ vựng của bài số 7, những từ vựng về tục ngữ, thành ngữ rất là nhiều. Không biết là các bạn đã ghi nhớ hết chưa? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với từ vựng của bài số 8, những từ vựng xoay quanh cái chủ đề là khoang gù, quảng cáo. Các bạn hãy cùng nghe và nhắc lại theo mình nhé. 공익 광고, 공익 광고, 공익 광고, 공익 광고, 공익 광고. Quảng cáo công ích. 광고 là quảng cáo, một từ gốc Hán rất là dễ nhớ. 공익 có nghĩa là công ích, cũng lại càng dễ nhớ hơn. 상업 광고, 상업 광고, 상업 광고, 상업 광고, 상업 광고. Quảng cáo thương nghiệp. 직접 광고, 직접 광고, 직접 광고, 직접 광고, 직접 광고. Quảng cáo trực tiếp. 직접 có nghĩa là trực tiếp, 광고 là quảng cáo. 간접 광고, 간접 광고, 간접 광고, 간접 광고. 간접 광고, 간접 광고, 간접 광고, 간접 광고. Quảng cáo gián tiếp. 기업 광고, 기업 광고, 기업 광고, 기업 광고, 기업 광고. Quảng cáo doanh nghiệp. 기업 là doanh nghiệp. 천국 광고, 천국 광고, 천국 광고, 천국 광고, 천국 광고. Quảng cáo trên phạm vi toàn quốc. Các bạn có từ 천국 là toàn quốc. 천 có nghĩa là toàn, tức là 천부 là toàn bộ đấy. 천국 là toàn quốc, 국 là quốc mà. 지역 광고, 지역 광고, 지역 광고, 지역 광고, 지역 광고. Quảng cáo khu vực. 지역 có nghĩa là khu vực. 이미지 광고, 이미지 광고, 이미지 광고, 이미지 광고, 이미지 광고. Quảng cáo hình ảnh. 이미지 có nghĩa là hình ảnh, một từ gốc tiếng Anh. 티저 광고, 티저 광고, 티저 광고, 티저 광고, 티저 광고. Quảng cáo gợi sự mong muốn mua sản phẩm. 신문 광고, 신문 광고, 신문 광고, 신문 광고, 신문 광고. Quảng cáo trên báo. 잡지 광고, 잡지 광고, 잡지 광고, 잡지 광고, 잡지 광고. Quảng cáo trên tạp chí. Các bạn có từ tạp chí là 잡지. Radio 광고, radio 광고, radio 광고, radio 광고, radio 광고. Quảng cáo trên radio. TV 광고, TV 광고, TV 광고, TV 광고, TV 광고. Quảng cáo trên TV. 영화 광고, 영화 광고, 영화 광고, 영화 광고, 영화 광고. Quảng cáo trên phim. 인터넷 광고, 인터넷 광고, 인터넷 광고, 인터넷 광고, 인터넷 광고. Quảng cáo trên internet. 이메일 광고, 이메일 광고, 이메일 광고, 이메일 광고, 이메일 광고. Quảng cáo qua email. Rất là nhiều hình thức quảng cáo đúng không? 휴대전화 광고, 휴대전화 광고, 휴대전화 광고,
휴대전화 광고 휴대전화 광고 quảng cáo qua điện thoại di động 광고판 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 bảng quảng cáo 판 có nghĩa là cái tấm biển, tấm bảng 광고 là quảng cáo 전광판 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 bảng điện quảng cáo. Các bạn có từ 전 hiểu là điện ấy, 전광판 có nghĩa là cái bảng điện quảng cáo. 전단지 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 giấy quảng cáo hay là tờ rơi. 현수막 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 băng rôn quảng cáo. 광고 모델 광고 모델 광고 모델 광고 모델 광고 모델 người mẫu quảng cáo. 광고 비용 광고 비용 광고 비용 광고 비용 광고 비용 phí quảng cáo. 광고 효과 광고 효과 광고 효과 광고 효과 광고 효과 hiệu quả quảng cáo. Hiệu có nghĩa là hiệu, quả là quả. Hiệu quả là hiệu quả. 광고를 내다 광고를 내다 광고를 내다 광고를 내다 광고를 내다 đưa ra quảng cáo. Không biết các bạn như nào chứ, mình nói cái từ 광고 và cái từ quảng cáo nhiều quá đến nỗi mà cảm giác nó cứ muốn níu lại cái lưỡi của mình ấy, cái lưỡi nó cứ bị líu lại. 광고를 내다 광고를 내다 광고를 내다 광고를 내다 광고를 내다 đưa ra quảng cáo. 광고를 씻다 광고를 씻다 광고를 씻다 광고를 씻다 광고를 씻다 đăng quảng cáo hoặc là đưa lên quảng cáo. 과장 광고 과장 광고 과장 광고 과장 광고 과장 광고 quảng cáo phóng đại quá mức. 허위 광고 허위 광고 허위 광고 허위 광고 허위 광고 quảng cáo sai với sự thật, quảng cáo gian dối. 광고 업계 광고 업계 광고 업계 광고 업계 광고 업계 nghề quảng cáo. 광고 수익 광고 수익 광고 수익 광고 수익 광고 수익 lợi ích từ quảng cáo. 광고를 기획하다 광고를 기획하다 광고를 기획하다 광고를 기획하다 광고를 기획하다 lên kế hoạch quảng cáo. 광고지를 돌리다 광고지를 돌리다 광고지를 돌리다 광고지를 돌리다 광고지를 돌리다 xoay vòng từ quảng cáo. 강화하다 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 đẩy mạnh. 계획 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 sự cải cách. 기호 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 기호
Ký hiệu. 노출시키다. 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 Làm cho hiện ra, làm cho phơi bày ra. 도모하다. 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 Lên kế hoạch, đặt ra kế hoạch. 면역력. 면역력. Từ này thì nó phát âm phải biến âm nhiều nên là các bạn chú ý. 면역력. 면역력. Sức miễn dịch. 면역력. Như sau, nối âm lên sẽ có là 며. 며 và 능 và 능. Mình cứ bảo mình mua cái bút với lại cái bảng để viết ấy mà mãi mình chưa mua, nên là viết bằng cái cách này thì nó sẽ hơi bị khó hình dung. 면역력. 면역력 có nghĩa là cái sức miễn dịch, cái khả năng miễn dịch. Còn cái từ 면역 có nghĩa là miễn dịch, 력 có nghĩa là cái lực, cái sức. 부추기다. 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 Kích động hoặc là xúi dục. 불합리하다. 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 Bất hợp lý. Các bạn có từ 합리 có nghĩa là hợp lý, 불 có nghĩa là bất, 불합리 có nghĩa là bất hợp lý. Đây các bạn sẽ biến âm hap thành ham, ri thành ni. 불합리하다. Bất hợp lý. 비참함. 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 Sự bi thảm, sự khốn cùng. 소음. 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 Tiếng ồn. 소품. 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 Cái món hàng nhỏ hoặc còn mang nghĩa là tiểu phẩm. 소 có nghĩa là tiểu đấy, nhỏ đấy. 품 có nghĩa là phẩm hoặc là hàng. Thế thì có thể dịch là cái món hàng, cái món vật nhỏ, cái món hàng nhỏ hoặc là cái tiểu phẩm. Tức là cái tác phẩm nhỏ ấy. 안보의식. 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 Ý thức bảo an. Các bạn có từ 의식 có nghĩa là cái ý thức. 안보 có nghĩa là bảo an. Bảo an tức là bảo vệ an ninh ấy. Cái ý thức bảo vệ an ninh sẽ là 안보의식. 언급하다. 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 Đề cập đến hoặc là nhắc đến. 열대야. 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 Đêm nhiệt đới, đêm hè oi bức. 우유부단하다. 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 Do dự hoặc là lưỡng lự, không có tính quyết đoán. 유용하다. 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 Hữu dụng. 지불하다. 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 Hoặc là 지불하다. 지불하다. Chi trả. 처벌하다. 처벌하다. Hoặc 처벌하다. 처벌하다. Phạt, trừng phạt. 초라하다. 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 Tiêu tụy, tồi tàn, khốn khổ. 촉진하다. 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 촉진하다.
xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ công việc. 추구하다, 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 추구하다. Tìm kiếm, lục lọi, mưu cầu. 충동 구매, 충동 구매, 충동 구매, 충동 구매, 충동 구매. Mua hàng ngẫu hứng. 취향, 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 취향. Khuynh hướng, sở thích. 탈출하다, 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 탈출하다. Thoát ra khỏi. 항의, 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 항의. Ý chống đối. 협찬, 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 협찬. Sự hiệp ý và tán thành. 횡단, 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 횡단. Lối băng qua. 계몽하다, 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 계몽하다. Khai sáng. Cuối cùng thì cũng kết thúc video. Hôm nay trong bài nó xuất hiện rất là nhiều những cái từ quảng cô mà nói nhiều quá, nhiều lúc mình cứ phải dừng video đấy chứ không. Các bạn thấy ở đây là nó liền mạch đúng không? Tuy nhiên thì mình cứ phải chỉnh sửa và cắt video nhiều lần ấy, bởi vì cái từ quảng cô, quảng cáo nó xuất hiện nhiều ấy. Mà khi mà mình nói nhiều một từ mình rất là hay bị cái lỗi đó là bị níu lưỡi và bị nói nhầm ấy. Tuy nhiên thì trong video mình đã chỉnh sửa thì bạn không thấy được đâu. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Các bạn hãy học chăm chỉ nhá. Những cái chia sẻ của mình với mong muốn là các bạn dễ dàng hơn trong việc tự học tiếng Hàn. Vì vậy mà mong các bạn hãy học thật là chăm chỉ, thật là hiệu quả, giao tiếp tốt, nói tốt tiếng Hàn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 또 만나요.